Cũng gần cuối chương trình rồi, thành thử ra là cũng giao lưu với lại các anh các chị với bài Bóng Nhỏ Giao Đường. Với cái bài này thì cũng sắp một năm rồi, cho nên tôi cũng không có một cái kỷ niệm về Noel. Bài này sẽ ghép được hỗ trợ với chị Lâm Thanh hỗ trợ cho mọi người. Dùng để giúp năm mới. Đây. Con ngồi đàng hoàng, con ngồi yên ổn nha. Anh chị yêu mẹ con. Chắc vô nè, chắc vô nè. Quá ghê. Dùng không lắc.